mọi người, thì hôm nay là mình đang ở Duyên Hải, Trà Vinh đó mọi người. Mình sẽ theo chân của chú mình với bạn mình để đi vớt rươi. Cái con rươi mà nhìn nó như là con sâu, nó ở nó lội dưới biển đó mọi người. Thì con rươi ở Duyên Hải, Trà Vinh thì nó sẽ khác hay giống như thế nào với con rươi ở ngoài miền ngoài nha. Mời mọi người hôm nay đi xem với mình để xem đó nha. Chỗ này là cái cống nha mọi người, cái cống thông từ đìa ra sông. Thì trong đìa là đìa thả lan nha, cho nên nó mới có rươi nha. Còn ở ngoài kia đó là sông đó mọi người. Thì các bạn có thấy cái con gì mà nó bơi cà nhúc không? Con rươi á mọi người. Mà giờ này là còn sớm cho nên là nó chưa có lên nhiều. Bạn mình sẽ đi xuống cống để vớt nha. Lát hồi là nhiều lắm luôn, là các bạn thấy là mê luôn á. Rươi ở Trà Vinh á thì sống ở nước mặn nha mọi người. Còn mình còn nghe các bạn mình nói á thì rươi ở ngoài miền ngoài á là nó sẽ sống ở nước lợ nữa. Tập trung bao nhiêu ở các tỉnh như là Hải Phòng, Hải Dương nè. Theo mình phân biệt được á thì rươi ở trong mình á thì nó nhỏ hơn, với lại nó không có nhiều màu sắc bằng. Tại vì nó nhỏ cho nên là ở đây người ta cũng không có chủ yếu dùng rươi để làm thức ăn mà để làm nước mắm á mọi người. Giấc này đang là tầm khoảng 5 giờ mấy 6 giờ sáng nè các bạn, rươi nó lên nè. Là quá trời luôn, là bây giờ chú mình sẽ xuống để vớt nha. Có ai mà nhìn thấy cái gì mà nhiều mà bị thích không? Mình là mình có nha mọi người, nhìn thấy nhiều vậy là mình thích lắm luôn á. Nhưng mà mình không có xuống được, mình không dám xuống. Tại vì ở dưới đây nó sâu, với lại toàn là cây trà không mà, mình sợ. Đổ cái anh ơi. Sâu quá trời sâu. Đụng dữ luôn hả chú? Xuồng đằng đó xài được không? Rươi ở đây có vào khoảng tầm tháng 10. Nếu mà nhuận như năm nay á, thì là ra tháng 11 âm lịch nha mọi người. Mà không phải năm nào cũng có nha. Có khi là năm nay có rồi 2-3 năm nữa mới có một lần nữa. Cho nên nó cũng khá là hiếm á. Rồi là đẳng con cục nữa kìa. Ở đằng kia nó cũng nổi nhóc chân luôn. Hôm nay là lần đầu tiên mà mình đi xem bắt rươi á mọi người. Không biết ở ngoài miền Bắc thì bắt rươi nó có khác gì trong này không nữa. Nếu mà bạn bè mà có ai có dịp mà xem bắt rươi ở ngoài miền ngoài rồi á thì các bạn nhớ kể cho mình nghe nha. Để mình học hỏi kinh nghiệm á, biết đâu có dịp mai mốt mình đi ra ngoài mình xem. Mình xuống mình vớt nó tản ra rồi giờ nó gom lại nè các bạn. Thì chú mình nói hôm nay là nó ít rồi đó, mỗi bữa là có nhiều hơn nữa kìa. Ở đây thì người ta không có tính vớt rươi bằng ký mà người ta tính là đôi á mọi người. Một đôi thì tầm khoảng 40 lít á. Mà giá thành nó cũng rẻ nữa chứ nó không có mắc nữa. Thì người ta mua lẻ thì mình có hỏi giá thử thì khoảng tầm từ 20-30, mắc nhất là 100 ngàn á. Còn mua một đôi á thì là khoảng tầm 300-400 ngàn một đôi mọi người. Mà vớt cái này là mình thấy cực thấy mồ chứ đâu có khỏe gì đâu.
là gió lạnh rồi nước lạnh nè, rồi đi xuống dưới là cây cối tùm lum tà la, là phải đạp, phải tránh thêm thôi, đạp trúng nữa. Rươi này thì làm được rất là nhiều món ăn đó mọi người, có độ đạm rất là cao nha. Ngoài ra thì còn có các khoáng chất gì nữa đó, là làm được món như là chả rươi nè, nem rươi nè, rồi rươi rang, rươi cuốn lá lốt, rươi nấu lẩu, nước mắm rươi. Nếu mà các bạn có ăn rồi thì nhớ comment cho mình biết nha. Mọi người có nhìn thấy nó cuốn cuốn lại giống như là một cái lốc xoáy nhỏ nhỏ không? Ôi ôi, quá trời luôn à. Cái này mà cái vợt lớn lớn hơn tí nữa là mình kéo qua một cái là hết luôn. Này buổi sáng thôi ha, nó nguyên ngày không chú? Nó tụ nguyên ngày không hay là buổi sáng thôi? Mọi người có ai mà có chính sợ sâu hay là sợ những cái gì mềm mềm nhũn nhũn không? Cái này hồi đó mình sợ sâu dữ lắm luôn. Nếu mà mình thấy, hồi xưa mình thấy là mình chắc mình chạy mất dép đó mọi người. Còn bây giờ thì mình đi quay như vậy nè, mình rất là trâu luôn. Mình thấy con gì mình cũng bắt được hết á. Giống như là lấy độc trị độc gì đó các bạn. Rươi này á, thì mình vớt là một mùa khoảng 2-3 ngày là nó hết đó mọi người, chứ không phải là nguyên một tháng là mình vớt được hết nguyên tháng nha. Tính ra thì nó cũng ít chứ không nhiều á. Để mình quay cho các bạn thấy cận cảnh nha, nó xoắn 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 này nha. Mà cái con này nó nhìn nó ghê lắm các bạn, nó bò mà nó quăng 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 gì nè. Trời ơi trời, cái này mà ai sợ sâu là sợ chết luôn. Quá trời quá đất luôn, nhìn như à, các bạn thấy có giống như là cái con bánh lọt không? Cái con bánh lọt, tàu hũ bánh lọt mình thấy ăn đó, nó giống y chang vậy đó. Trời ơi ghê quá ha. Rồi chú mình vớt bánh lọt vô ly rồi mọi người ơi, thêm đá thêm đường nữa là xong nha. Nói mọi người bỏ ăn bánh lọt luôn quá. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái thao bánh lọt. cái thao rươi mà mình chú mình với bạn mình đã bắt được nha. Một cái thao quá trời nhiều luôn mọi người ơi. Cái này thì tầm khoảng 1.5 đôi á mọi người. Là các bạn nhìn nè, nó đặc luôn á. Thì bây giờ mình sẽ vớt mấy cái cây với mấy cái rác dụng dụng ra nha. Mọi người nhìn vậy chắc nói là giống con trùng chỉ phải không? Thì nó cũng giống giống vậy đó mọi người, nó cũng chung một cái họ đó. Anh em nhau á. Nhìn nó chân nhóc hết trơn này, giống như con rít gì nè mọi người. Mà cái con rươi ở trong mình thì nó có màu đỏ đỏ hồng hồng mà, ít màu hơn con rươi ở ngoài bề ngoài. Bây giờ là buổi trưa, là khoảng 1-2 giờ trưa mọi người. Mình sẽ đi xem chú mình làm nước mắm rươi nha. Đây là con rươi mà để hồi sáng giờ nè mọi người, nó chết rồi á. Phơi nắng hồi sáng giờ là nó chết rồi, nó ra nước màu đỏ nè. Bởi vậy cái nước mắm rươi của mình nó cũng có màu đỏ. Thì mình có nghe là một đôi rươi thì tầm khoảng 7-8 lít muối. Cái này 1.5 đôi là khoảng 12 lít muối á mọi người, pha với nước.
quậy cho nó tan xong rồi mình chế vô trong cái lu rơi nè mọi người. Thì mỗi ngày là mình sẽ mở nắp ra mình phơi nha. Mình phơi xong rồi chiều tối mình có thể đậy lại rồi ban ngày mình phơi tiếp. Phơi như vậy là khoảng tầm nếu mà nắng tốt thì một tháng mình có thể dùng được, nhưng mà ngon nhất là khoảng 2 tháng đến 3 tháng nha mọi người. Vậy tính ra nếu mà mình bắt rươi tầm tháng 10 âm lịch đó, thì khoảng tới Tết là mình dùng được nước mắm rồi đó. Nè chú mình đang quậy cho muối nó tan với rươi nè. Bên kia thì cũng là cái lu nước mắm rươi á mọi người. Chú mình bắt hôm qua á, là nó khoảng tầm 2 đôi á. Bữa nay thì cái màu của cái lu đó nó hơi xuống, nó xấu rồi. Cho nên là mình không quay cho mọi người xem nha. Thì cái video clip đi bắt rươi của mình hôm nay đến đây là hết nha mọi người. Nếu mà mọi người thích video của mình thì các bạn hãy đăng ký, chia sẻ, comment, đóng góp ý kiến cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.